Chào cả nhà. Hôm nay mình đi câu ếch nha cả nhà. Mình thả câu theo cái mương này nha cả nhà. Cái mương này hôm trước mình đi câu cá thấy ếch nó nhảy nhiều lắm ấy. Cả nhà thì cùng theo dõi mình đi cắm câu ếch này nhé. Rồi bắt đầu mình đi thả câu nhé cả nhà. Mình câu mồi cá, mình câu cá thòi lòi nha các bạn. Đây mồi câu ếch đây, cần chắc cá thôi. Cái cá mình thái ra để tầm khoảng nửa ngày rồi, cho nó có mùi tí rồi bắt đầu mình đi câu thôi. Đây các bạn này, các bạn nhìn nhá, hang này, hang nó nhiều như này, đây toàn hang ếch nhá, các cái dây chân chân hang này, đấy, hang ếch rất nhiều luôn, nhưng mà nó nằm ở bên bờ bên kia không sang được, mình chỉ có câu bên bờ bên này, hang bên kia để hôm sau. Đây mình quay cái dấu chân ếch đây, các bạn thấy cái dấu chân ếch đi ăn không? Đấy, giống nó bé bé này. Đây, mình cắm lên một cái. Đây, có cửa hang đây luôn các bạn nhé. Đúng cửa hang đây luôn. Điểm đẹp đi, một tay quay một tay cắm nên nó hơi rung thì các bạn thông cảm nhé. Cái mương này ếch nhiều lắm các bạn nhé. Mình cắm thử giò được không? Đấy. Cắm mai xem. Đây, đây có cái hang ếch luôn các bạn này, thấy chưa? Này, đúng hang nó luôn này. Cắm trước cửa hang luôn nhé. Bên bên thôi, cắm trượt cửa hàng nó tha vào có lấy. Kiến nó nhiều quá. Ui, các bạn dấu này, dấu chân này. Dấu ếch này. Dấu chân nhiều thật đấy chứ. Biết ngày mai thế nào đây. Hôm nay nó được nhiều quay cho các bạn xem cho sướng. Đây, ếch đây các bạn nha. Đấy. Trời, nó cuốn ghê quá. To ấy.
ếch này. Ừ, đây nữa, đây một em nữa. Ủa, ếch to quá. Ếch đại ca không? Sướng. Sướng, sướng. Khiếp đảo quá. Chạy đâu thoát nữa. Ếch luôn. Ủa, đây con nữa này. Đây to toàn ếch cụ không ấy. Trời ếch khiếp ấy. Ếch này đủ chắc phải tầm 3-4 lạng hoặc con 4-5 lạng ấy. Trời ếch này. Chạy đâu thoát này. Ếch như các bạn. Bự không. Đây con nữa này. Đấy. Sướng. À. Chạy đâu cho thoát. To lắm đấy các bạn. Đây còn tiếp nhé. To lắm các bạn. Đại ca luôn ấy. Trời, nó quấn vào cái cây này rồi. Một con nữa các bạn nhé. Con này bé. Con này bé. Rồi sậy mất rồi bạn. Sậy rồi. Này nó cuốn lên. Kết quả mình câu về đây nha các nhà ơi. Giờ mình đổ túi này ra cho các bạn xem nhá.
nhảy à? Vào đây còn nhảy nữa. Nhảy đi đâu? Thì nhảy vào nồi. Đây nha cả nhà, cái quả mình câu về đây cả nhà. Còn ếch bự không nha cả nhà. Ếch ca luôn đấy. Sướng thật đấy chứ. Thỉnh thoảng đi câu thế này, loại này là sướng. Chỉ có chắc cái con này bé nhất thế này. Con này còn ếch cháu luôn rồi. Nhảy đâu nữa, vào đây. Đây, sướng không? Cả nhà thấy thích không? Quá đã. Như này còn ếch. Thôi chắc chào cả nhà nhé. Thì hẹn cả nhà clip sau nhé.